Em rất là quan tâm đến cái trận đánh mà có anh Thức tham gia ấy anh. Bây giờ nói về cái trận mà tôi và anh Thức cũng tham gia cùng một trận, cùng một mũi ấy, thì nó trận này rất là dài. Thì theo cái kế hoạch của trên đấy, thì cái 572 thì ta có hai chiến dịch D6, chiến dịch B10. D6 là đầu năm, tức là mình ví như là xuân hè đấy, còn B10 mình ví như là thu đông đấy. Đấy. Thì cái chiến dịch này thì tương đối dài chứ nó không ngắn như Đắk Đét, mà cuộc chiến đấu nó vô cùng ác liệt, nó đúng vào cái mùa mưa nữa. Khổ lắm, bộ quần áo là không có lúc nào khô được, ướt. Cái nhất, cái thứ hai nữa thì bộ đội cái sức chịu đựng ấy mà nó quá gian khổ đi, hầu như chẳng đêm nào được ngủ cả. Cho nên là vì thế tôi nói tình hình chung của toàn mặt trận, chứ chẳng phải riêng cá nhân tôi hay đơn vị nào, ai cũng thế cả. Đấy thì tôi nói cái bối cảnh chung của nó như thế. Thế còn đánh cái trận Tiên Phước này, giải phóng cái quận trên lỵ khu quân lệ trên phước Tiên Phước thuộc tỉnh Quảng Nam bây giờ đấy, đêm thì chúng tôi đi ấy là đêm ngày 2 tháng 9 năm 72, là đi là đêm ngày mùng 2 tháng 9. Thì chúng tôi xuất phát từ ở cái xã Phước Cẩm, hồi xưa gọi là Sơn Cẩm Hà đấy, Phước Sơn, Phước Cẩm, Phước Hà. Thì bọn tôi đi buổi tối là xuất phát đi là qua một cánh rừng, phải là rừng đâu, nó là ruộng lúa, ruộng của dân người ta bỏ rồi, về người ta bị vào ấp chiến lược ấy, thành ra cỏ nó tốt ngập đầu. Đi trời mưa tầm mưa tã, đi thì không nhìn thấy đường mà đi nữa, thế nhiều lúc đi rồi cứ phải đứng lại chờ trời chớp chớp sáng sáng lại đi tiếp, khổ lắm. Thế thì đi hết được cái cánh đồng cỏ tranh đó, thì vào một cái đường đường rừng, mà đường đó là nó có đường mòn ngày xưa mà thời chế độ của Ngô Đình Diệm người ta đã làm sẵn là, hay là từ thời Pháp gì đó, nhưng mà nó không có trải nhựa, đại khái ô tô đi rất tốt. Thì chúng tôi hành quân thì gần sáng thì đến cái ấp, và đến cái bờ suối, bờ suối đó thì nhiệm vụ của đơn vị tôi là đại đội tôi là đào công sự ở cái bờ suối đó để chờ bộ binh đánh ấp xong, thì bọn tôi có nhiệm vụ vào tiếp quản ấp và có nhiệm vụ ấy là tảo trừ, có nhiệm vụ ấy là tảo trừ tàn binh. Đấy. Thì đến tối bọn tôi vào thì lúc bây giờ là cái ấp 1 đã chiếm xong toàn bộ rồi, bộ binh chiếm hết rồi, thì anh em đang phát triển đánh cái ấp 2. Thì tôi vào cái ấp 1 nhá, anh em tối ấy, thì tôi nhớ đến bây giờ, nhớ lắm. Thì lúc bây giờ nó thật ra là anh em đói quá, thì anh em cũng nói với tôi, thôi anh Khôi bắt con gà thịt. Thì tôi mới nói là bây giờ anh em đang đánh nhau đằng trước, bây giờ mình thịt gà đây là nấu sáng bung lên là chết, nên nó cạch cối thì cũng mà chạy. Thế xong rồi mấy anh bảo thôi bây giờ lấy cái cót thường kín lại nấu. Thì tôi nói vậy thôi, thì trong này anh em nó thật là nó thịt con gà. Thì lúc đó là dân ấy, là mình đưa về vùng giải phóng rồi, dân chạy hết. Đấy, thì là nhà không thôi, dân không chạy chủ xuống thị xã Tân Kỳ hết, không có chủ, tức là tất cả là vẫn còn nguyên. Thế xong ấy thì tôi bỏ khẩn trương lên rồi lại phải đi tiếp, chứ không ở đây lâu được đâu. Thì anh em nó mổ bụng con gà, nó vặt hết cái lông đi, lông lớn thôi, còn cái nhỏ tôi bảo thôi mình cho luộc ngay đi, xong cắt ra thằng nào ăn thằng ấy vặt, vừa ăn vừa vặt lông. Thì tôi bảo thế vì đèn không có, mà coi đèn lúc đó là cái mắt và cái tay thôi. Thế ăn thế là vặt lông ăn khổ lắm, vội vội vàng là đi tiếp vào và sang đến cái gần hết ấp một đó, thì đấy là hậu cứu của đơn vị mình bắt đầu đặt ở đó. Thì cái anh Trọng là anh làm hậu cần, bây giờ anh ở đường Tuệ Tĩnh hôm qua bỏ đi, anh không đi đó, anh bận đó, thì anh ở đứng ở đó. Thì bọn tôi là vẫn cứ ở đó chờ. Thế chờ xong đi tảo trừ xong một cái thì là tôi nhận được lệnh của anh Thức ấy. Anh Thức bây giờ đó, anh giao cho tôi là chỉ huy toàn bộ hỏa lực của đại đội, là gồm có 7 khẩu B-41 để ra đón xe tăng vào đánh phối hợp với đơn vị mình đêm nay. Thì tôi dẫn 7 anh, thì mỗi một đồng chí của tôi là 7 quả đạn, thì một quả nắp vào trong lòng súng và 6 quả đeo vào lưng. Thì ra đến cái bờ suối á, mà cái chỗ mà anh em mình đào công sự để mà chờ tiếp quản cái ấp 1 anh bộ binh nó đánh ấy, thì tôi bảo anh em thôi bây giờ đi hành quân ra còn xa lắm,
bây giờ đây có hố cá nhân thì anh em để đạn lại đây, chỉ mang một khẩu súng và một quả chân trong súng thôi, còn lấy nán ngụy trang phủ hết lên thì anh em cũng bắt là làm theo ý tôi, chứ đeo lưng đạn mà đi xa nữa. Thì đi hết mấy quả đồi ra thì có cái con đường nó đi xuống cái bờ suối, thì tôi mới đi xuống dẫn anh em xuống. Xuống thì gặp một cái N-113 thì nó đấu trước tiên, ba cái tăng T-54 nó đấu tiếp theo ở bờ suối. Tôi gặp đồng chí đại trưởng, tôi chuyển được đạn này mệnh lệnh của đơn vị, của trung đoàn. Thì đồng chí bắt đầu cho xe chạy. Chạy thì đầu tiên là cái N-113 nó chạy trước, xong đến cái tăng thứ hai T-54 nó chạy sau, đến cái tăng thứ ba nó liên lên thì nó bị nghiêng cái xe, thành ra cái bánh tròn ấy nó ra khỏi cái mặt xích nó không đi được nữa. Thế thì lúc bây giờ thì cái tình huống này xe tăng thì không làm sao mà xử lý được. Thì tôi nói với anh đại trưởng, thôi bây giờ các anh cho xe này vào trước đi, chúng tôi đi theo xe này, còn chiếc xe này ở lại thì các anh cứ dồ máy to lên giờ để uy hiếp tinh thần nó ở trong quận đó. Thì tôi truyền đạt lại mệnh lệnh của trung đoàn là như thế. Thế thì tôi lên cái B85, 7 đồng chí, tôi là 8, ngồi trên tháp phó xe tăng, coi như cầm cái đai xe. Thì tôi nói đồng chí đại trưởng là bây giờ đường này công binh chưa gỡ mình, cho nên không được đi đường mòn mà phải đi tắt. Thế là đồng chí là cứ đi tắt, đi hết cái suối, vọt lên đồi đi xuống, thực ra nó cả một khối sắt nó cũng không đổ được. Suối trước là đá là nó bươn hết lên, thì nó vào gần đến cái suối mà bọn anh em tôi đào công sự từ sáng hôm trước vào đó. Thì máy bay trực thăng nó bay ở quận ba cái nhìn rất là rõ. Thì đồng chí mà 12-7 trên tháp xe tăng á, thì đồng chí mới kéo cờ giải phóng cao lắm. Thì tôi mới quát, tôi quát là bây giờ có nhìn thấy trực thăng đang bay không mà kéo cờ to thế này, hạ xuống. Thế đồng chí lại không hạ. Thế là vào đến bờ suối một cái là ba trực thăng nó bay ra, nó phát hiện được. Phát hiện là xe dừng lại thì bảy đồng chí của tôi là bỏ xe chạy trong rừng. Thì còn mỗi mình tôi ngồi trên tháp pháo với đồng chí xe tăng thôi. Thì tôi chưa thấy nó bắn, thì tôi lại chạy nhảy xuống, tôi chui xuống gầm xe thì chưa thấy nó bắn. Tôi lại chạy băng qua bờ suối, thì tôi ngồi một cái công sự mà anh em mình đào từ trước đó. Thì bắt đầu nó bắn, thì nó bắn là cái hướng ruộng lúa ở bên này, bên nó thấp mà, thì nó bắn vào xe tăng, thì nó bắn vào đúng cái chỗ của tôi. Bên tôi ngồi bên vách tả ly nó cao, nhưng mà nó lại rất may cái hầm anh em mình đào nó cũng hơi kiên cố một chút, thành ra là mình tránh được đạn. Nó bắn như vậy là chúng tôi nói lâu đó, từ lúc mình gần 12 giờ cho đến tối. Thì có một đồng chí tân binh ở đâu mặc áo mới lắm chạy vào hầm của tôi ẩn chung, thì ngồi một lúc thôi. Thì tôi ngó ra ngoài thì trục thăng nó bay hai cái đi rồi còn một cái, tôi bảo thôi kệ nó, bây giờ chạy. Tôi nói rằng đồng chí tân binh, đồng chí chạy theo tôi, chạy băng qua cái đồi thì đến cái đường gặp cái đường mòn cái hình chữ V ấy mà. Thì tôi ngồi đó ngồi nghỉ một chút, thì hai đồng chí xe tăng bắt đầu là cõng nhau lên thì hỏi tôi là anh có băng không cho em cuộn. Thì tôi bảo thôi tao càn hai cuộn cho mày cuộn đây. Thế tôi bảo tiền chúng mày sao, nó bảo là đồng chí 12-7 chết rồi, hy sinh rồi, đồng chí đại trưởng bị thương, đồng chí này bị thương, còn một em đồng chí nữa. Tôi bảo thôi bây giờ thế này, anh ngồi đây chờ tôi, tôi về tôi báo cáo một trung đoàn thì tôi đoán. Thế tôi về tôi báo cáo xong cho được ba đồng chí trinh sát ra cùng với tôi. Thế bảo thôi bây giờ kiếp xe này nó bị tổn thất như vậy rồi thì điều kiếp xe sau vào, lái chiếc xe này đi. Thì tôi không bỏ xe, tôi không đi xe nữa, tôi gom anh em tôi lại hết được 7 triệu của lực, thế là dẫn về đại đội xong thì ăn uống xong ở đấy. Thì tôi bảo thôi bây giờ đi, đêm nay đơn vị đánh rồi, hỏa lực làm hết ở đây là đêm nay sẽ không còn hỏa lực đánh nữa. Thì bến 7 đồng chí bảo thôi bây giờ đại đội đón thì đi, rồi không đón thì chờ. Thế tôi bảo tôi ngay rồi. Thế tôi bảo thôi bây giờ nếu mày không đi thì tao đi, chúng mày không đi tao đi, tôi nói vậy. Thế tôi lúc đó tình huống nó không còn ai cả, còn mình tôi. Thì đi ra hết cái ấp rồi đến giữa cái cánh đồng, cách ấp 1, ấp 2 thì cái chen cho ông 130 thì nó lại ba tê lê ở ruộng lúa. Tôi nhớ hình như anh Đoan thì phải tưởng nó phó để phải đi chiếc xe này. Thì lúc gì nó tối quá rồi, lâu quá tôi không nhớ rõ tên, tôi nhớ hình như anh Đoan. Thì tôi bảo anh cho em đi nhờ với. Ông bảo không được, xe ban đang xa lề các cậu đi. Thế là thôi, mình lên mầm đi hết cái cánh đồng rồi đến ấp 2 thì anh em mình đang đánh ở trong đó. Đại đội tôi thì cũng chưa biết đi hướng là nằm ở đâu nữa. Thì C-130 nó thả pháo sáng rực hết. Tôi đi khoảng độ 200-300 mét thôi. Thì tôi gặp anh Lạc. Anh Lạc thì anh ấy anh Lạc ấy, anh ấy mới
gùi cái gùi về tuyến sau để lấy cơm cho đơn vị. Thì tôi mới nói với Lạc một câu là tao ở đây tao sẽ cho mày về, mày về mày nói bảy thằng hỏa lực ra ngay để đánh đêm nay, chứ hỏa lực bây giờ đêm nay không có đánh đâu, tao không đi nữa, tao ở đây tao cho mày. Thế Lạc cái đồng ý thì tôi mới quay lại. Xong rồi tôi đi tiếp thì gặp nói nhân đi vào, vào đến nơi thì đến một cái trường học thì tôi gặp nói với anh bảy anh hỏa lực đó, thôi chúng mày làm đây chờ tao, tao đi bắn địch tao quay lại. Thì tôi vào đấy gặp cái khẩu đại liên nó nằm ở giữa đường, tôi hỏi đại đội tao đâu, một đại đội anh ở trên đồi, thế tôi trên anh chạy lên đồi thì gặp anh Hưng chính trị viên phó tiểu đoàn ấy, anh đang chỉ huy đánh. Thế anh bảo thế tiền xe cộ sao, thế tôi báo lại tiền xe cộ như vậy. Ông bảo thôi chứ đón anh em vào ngay đi. Thế tôi quay lại tôi đón hỏa lực vào, hỏa lực nào thì lúc đó đấy, thì đơn vị mình đã đánh rồi, tranh được rồi, đánh xong rồi, bắt đầu có lệnh rút ra, rút ra ngoài. Thế thì rút ra ngoài thì lúc đó trời nó lại sáng rồi, thì bắt đầu là bố phòng ở bên phía bên ngoài căn cứ để tối bọn tôi vào bọn tôi đánh. Thế thì cái lúc đó thì đứng ở ngoài chốt bao vây xong, xong hết rồi thì đang triển khai đội hình thôi chứ không có thuốc xẻng nào công sự đâu. Thì anh Thức này anh Uẩn mới báo là đài kỹ thuật là địch ở trong điểm bỏ chạy. Thế là bọn tôi bắt đầu là truy kích, bọn tôi truy kích, truy kích thì tôi là ở tổ thọc sâu mà tôi phải đi trước cùng với một số đồng chí nữa, tức là đi qua một cái cánh đồng nó khoảng vài trăm mét thôi, thì đội hình của đại đội nó mới sang đến 1/1/3 thôi, còn một số anh em vẫn đi ở giữa. Thì ở trong điểm hỏa lực nó mới bắn ra thì anh em một số chạy xuống ruộng lúa làm ẩn, thế còn một số thì vẫn chưa qua được là ở lại. Thế sau thì sang nơi rồi thì tôi nhớ anh Thức chạy theo tôi, thì anh Thức bảo thôi quay lại nhầm rồi. Thế là chạy quay lại thì khi đó nó bắn rất là rát, thì hỏa điểm của mình ở ngoài khẩu 12-7 khẩu cối mới bắn chế áp nó, thì nó mới dừng lại không bắn nữa. Thì anh em mình chạy quay lại thì mới triển khai đội hình lại, thì đến tối tập hợp anh em vào đánh. Mà tôi nói thật tôi buồn ngủ quá đi, tôi nằm một cái bếp ở nhà tôi nằm tôi ngủ thiếp đi. Thế lúc mà tập hợp anh em vào đánh thì anh Thức không thấy tôi, nó đi tìm anh em tìm thấy. Thế chạy ra ông bảo thế mày làm ở đâu, em nằm ở trong bếp buồn ngủ quá. Thế kiểm tra lại đội hình xong bắt đầu triển khai vào đánh thì cái mũi của tôi là anh Thức chỉ huy đấy, anh Uẩn đi hướng khác, Uẩn lại chỉ hướng khác, thì bắt đầu cho phá rào. Thì khi bắt đầu phá rào rồi ấy, thì hỏa lực ở trong điểm nó bắn ra, nó bắn anh em mình coi đạn nó bắn ở trên đầu này, nó bắn như kiểu như đạn lửa hồi phòng không ngày xưa mà. Thế thì lúc đó thì tôi cái mũi của tôi ấy, cùng anh Thức chỉ huy đó thì làm ở dưới, thì lúc đó mà mình dùng DK với lại 12-7 cối mình bắn vào thì bộc phá nó mới phá được 3 hàng rào. Thì anh em tôi chạy vào ngay, tranh thủ nó dừng nó không bắn, nó chạy vào thì vướng cái hàng rào cuối lộ. Thì lúc tình huống nó rất là cấp bách, chỉ địch dừng lại trong giây lát thì lúc đó là không có cách nào bộc phá hết. Anh Thức cũng nằm trên hàng rào, nhưng qua tôi đã kể các đoạn như thế thì tôi nhảy được 2 hàng rào, đến hàng rào cuối lợn thì anh Thức nằm xong rồi, đến hàng rào bùng đơn ở hàng rào trong cùng nữa thì nhảy xong thì tôi đón anh em của tôi vào. Tôi thọc tổ sâu là có 3 người thôi, tôi với 2 đồng chí nữa. Thì nhiệm vụ của tôi là đánh chỉ huy sở, đánh cái trung tâm truyền tin thông tin đấy ấy, thì ba người chúng tôi. Thì tôi đón anh em cho vào thì tôi điện chạy trước, thì 2 đồng chí chạy sau thì phát hiện cái ra thông hào của nó đổ bê tông chứ nó không đào đất đâu. Thì bắt đầu tôi dùng loa ca tôi liêng, tôi vừa chạy tôi vừa bắn cái dao ra thông hào để đề phòng địch nó ở dưới. Tôi vừa chạy tôi vừa bắn, cứ đến ngã ba ngã tư là tôi lắm thủ pháo đấy. Đấy là chiến thuật mình học như thế, mà thực tế trong chiến đấu mình cũng như thế, mình cũng đánh như thế. Thế đến khi vào đến gần trung tâm thì tôi mới chỉ mục tiêu cho 2 đồng chí đánh. Thì tôi đánh trung tâm, thì cái trung tâm chỉ huy của nó là một cái nhà, nó làm một kiểu như là bằng bê tông, nó đổ mà nó không làm cao trên mặt đất đâu, nó đổ cách mặt đất khoảng hơn mét thôi, nhưng mà nó cũng có lỗ cho mai. Thế thì tôi dùng bộc phá 1 kg tôi đánh, như vậy lúc bây giờ tôi đánh 2 quả. Thì còn bên kia thì anh em thông tin nó đánh rất tốt, thì tôi vừa đánh tôi vừa gọi tên để phòng, một là bắn nhầm, 2 là kiểm tra xem anh em có bị thương vong không đấy. Thì anh em vừa đánh vừa gọi tôi, vừa gọi nhau. Mục đích là 1 là không đánh nhầm, 2 là biết được anh nào còn, anh nào bị thương vong. Đấy, cứ vừa đánh vừa gọi, vừa đi vừa gọi nhau như thế.
thì nói chung là cái tổ của tôi đánh thọc sâu, đánh trung tâm chỉ huy và đánh cái trung tâm truyền tin rất tốt, và nó đánh rất là tốt đấy. Cho nên là còn các mũi khác khi đánh xong rồi thì tôi lại gọi các mũi khác, thì các mũi khác vẫn đang phát triển đánh rất tốt. Thế thì lúc đó là cái CM113 của mình nó vào nhưng không vào được bên trong điểm, vì cái cổng của nó làm hàng rất là chắc, nên cái CM100 nó không phá được. Thế đứng ở ngoài nó dọi đèn pha, gọi sáng trưng trong điểm lên để anh em nhìn thấy mục tiêu anh em đánh. Thì nói chung nhờ được cái đèn pha này, thành ra anh em mình quan sát với nhau là một. Hai nữa là quan sát mục tiêu tôi nói dễ, thành ra cái tốc độ phát triển đánh rất là nhanh. Thì tôi tính như vậy là khoảng 15 phút là mình đánh nước đấy, gọi đánh nước đấy, là làm chủ. Thế khi xong rồi thì tôi, phần của tôi là chỉ có hai đồng chí thôi, còn phần đồng chí khác thì đồng chí khác chỉ huy. Thì tôi mới điểm danh lại hai đồng chí của tôi, thì còn nguyên si. Thì kiểm tra thì nói chung lượng thủ pháo đánh như vậy thì cũng còn khoảng được 1/3 nữa thôi. Thế tôi bảo thôi bây giờ đi tìm hầm ngầm, tìm đánh tàu trừ lại, chứ đề phòng nó phản ứng lại làm. Để xong đề phòng nó phản lại thì bắt đầu cho đánh tàu trừ lại. Đánh tàu trừ lại cứ cái nào mà mình cảm thấy mục tiêu mà mình thấy nó không quan trọng nó thì thôi. Còn cái nào dư hầm nó đánh tiếp. Đánh xong cái thì chúng tôi nhớ thì tôi cũng gọi anh Thức hay gọi ai đó, thế tập trung ở cửa mở. Thì lúc đó là gom anh em lại hết. Thì tôi cái đoạn này tôi kể thêm một chút nữa là cái lúc mà địch nó ba hàng rào, tôi quay ngược lại một chút, chỗ này nó có liên quan tới anh Vinh nữa. Thì địch nó bắn ra thì anh Vinh người Nga Sơn Thanh Hóa, anh mũi trưởng cùng với tôi, anh chỉ huy cái tổ phá rào đấy. Thì địch nó bắn ra rất là mạnh, thì anh Vinh mới lệnh cho anh Tân người Hưng Yên Hải Dương xạ thủ B-41 mới vận động lên một đoạn, tức là trách cái cửa mở một chút để tiêu diệt cái khẩu của Đại Liên này trong lô cốt đó. Thì anh Tân ấy tiêu diệt xong được cái thì bắt đầu tôi mới thức lên, phải nhớ cái đoạn này phải có cái tình tiết cái đoạn này, tức là diệt cái mục tiêu đó xong rồi thì bắt đầu anh thức lên rồi tôi mới lên theo đấy. Thì bắn lúc đó tôi nói thêm một chỗ là khi anh Tân bắn xong thì anh Vinh bị chín từ khuỷu tay trở xuống, chín tức là cái luồng đạn của cái khẩu B-41 nó phụt lại thì anh Vinh chín. Tôi nói luôn về anh Vinh luôn, nó chín thì lúc đó thì sau lại về chỗ bằng thùng Quế Sơn tôi gặp anh Vinh, à tôi với anh Vinh nằm bệnh viện ở hang đá Phương Đông ấy. Thì anh Vinh điều trị, thì tôi hỏi anh Vinh anh bị thương gì mà lạ vậy. Thế anh bảo là lúc đó Đại Liên nó bắn ra thì tao chạy lên tao chỉ thằng Tân nó bắn, nhưng tao chưa kịp rụt tay thì thằng Tân nó bắn rồi, cho nên tao với bị dính cái tay này. Thế thì sau khi đánh xong rồi thì bắt đầu là anh Uẩn, anh Uẩn đại trưởng, anh Thức chính trị viên, rồi anh Phớt đi một hướng khác nữa, Phớt đại phó, Phớt người Thanh Hóa, hình như là ông mới ở huyện gì miền núi của Thanh Hóa. Thì anh gom quân lại ra ngoài, không ở trong ấy nữa, tức là cách cái cứ điểm mình đánh ấy, thì có khoảng độ 100-200 mét thôi, thì vào một cái nhà dân, lúc mới gom hết lại để điểm danh nhá, xem cái tổn thất như hay đồng chí nào hy sinh, đồng chí nào bị thương nằm ở đâu không á. Thì cũng nói thật may mắn không có ai hy sinh, duy nhất chỉ có anh Vinh bị thương là do khẩu B-41 anh Tân anh phụt đấy. Thì cái trận này phải nói là so với Đắk Bét thì quá vẻ vang, bộ đội mình gian khổ vất vả nó thẳng, nhưng mà cái thắng lợi tương đối tốt là vì không có tổn thất lớn cái trận này. Không thể tôi xin bổ sung thêm một cái tình tiết của cái chiến dịch này, gọi là mở cái chiến dịch đánh giải phóng chi khu quận lỵ Tiên Phước. Cái này là tôi vừa mới đi học ở trên quân khu về đấy, tôi học ở trường đặc công quân khu về. Thế là bài ngay bổ sung cho cái chiến dịch này luôn, tham gia chiến dịch đánh giải phóng chi khu quận lỵ Tiên Phước. Thế báo cáo với các bạn là cái chi khu quận lỵ Tiên Phước này ấy là nó là cái chi khu quận lỵ ở miền núi, nó giáp danh mà đấy. Bây giờ xem ở trên đài báo ấy là trên hình ảnh ấy là nó là cái huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Dân ấy thì là 568 thì mình còn cài cắm
được là có cái cơ sở cách mạng của mình nằm ở trong đó cài cắm được. Năm 68 là bộ đội mình là cũng đã chọc vào đánh, gọi là đánh khai mào thôi, chứ còn cái cảm cái quận mà thì làm sao mà lúc đó mình đã có lực lượng đủ mạnh để mình đánh giải phóng được cái quận này đâu. Thế cho nên sau khi Tết Mậu Thân xong ấy là mình không còn cái cơ sở cách mạng ở trong đó nữa. Cho nên là cái đợt mà đi chuẩn bị chiến trường này, được lệnh của quân khu đi chuẩn bị chiến trường để đánh giải phóng chi khu quận lỵ Tiên Phước, để mở cái đường mà xuống thành phố Tam Kỳ bây giờ. Vì Tiên Phước mà nó xuống Tam Kỳ có mấy chục cây nữa thôi mà nó là ở cửa rừng, mình là cái đường dây giải phóng của mình ở phía trên. Cho nên là cái cứ điểm nó rất là quan trọng, mở màn để cho mình đánh thọc xuống đồng bằng, bao vây cái thằng Đà Nẵng, đấy, co cụm chặn giữa cái đường nó ra Đà Nẵng. Đấy. Cho nên là khi mà đi chuẩn bị chiến trường thì rất là tốt. Đấy. Nhiều đơn vị tham gia, chứ không phải là nguyên cái trung đoàn của chúng tôi đâu. Khi mà bước chân vào đánh là phải không đủ lực lượng, cho nên là phải sát nhập 3 tiểu đoàn đặc công vào, gọi là trung đoàn 493. Như hôm qua tôi đã cũng có cái phần đã nói đó là 409, 403 và 404 gốc của chúng tôi, thành trung đoàn 493 và K80 là cái tiểu đoàn bộ binh, là chủ lực của quân khu, còn lại là lực lượng dân quân du kích. Mình mới đánh đủ cái lực lượng của mình để mà mình giải phóng được cả một cái chi khu quận lỵ của nó, như ngang một cái huyện bây giờ. Đấy. Cho nên là đi chuẩn bị chiến trường thì tốt, nhưng mà cái lần cuối cùng mà đi đưa lãnh đạo, nghĩa là lãnh đạo mình đi vào để kiểm tra lần cuối cùng thì về mới xin quyết định ngày giờ nổ súng của quân khu ấy, thì là mình bị tổn thất lớn. Cái hàng ngũ lãnh đạo hy sinh hơn 10 anh, trong đó là có ông là Nguyễn Xuân Hổ, Lê Như Hổ, Lê Xuân Hổ là tiểu đoàn trưởng đặc công 404 lên làm trung đoàn trưởng. Còn cái thủ trưởng của chúng tôi ấy, là ông Đàm Quang Hà, là trước là tiểu đoàn trưởng của 404 là lên làm trung đoàn phó. Đó. Thì trong cái đoàn đi kiểm tra chiến trường ấy thì trinh sát nó đi trước, thì cái bọn này là nó phục nó cài mìn mo, mà vì cái đánh vào là cái thời điểm là mùng 2 tháng 9 năm 72 trên lần vào mùa mưa, ở trong này là đã bắt đầu là dân thu hoạch lúa rồi. À, thì đi thì nó thấy cái đoàn các cụ đi thì súng là mặc quần áo bà ba, đeo cái sạc cột súng là dắt vào trong cặp quần hết, cho nên là nó chỉ nghĩ là cái đoàn đi làm kinh tế thôi. Thế còn ba anh trinh sát đi đằng trước là nó để cho qua xong. Đến các cụ đến cái là nó bấm hai quả mìn mo chéo cánh xẻ vào, nó bắn xong là nó bấm xong là bắt đầu là nó cũng té nó chạy. Đấy là về là nghe là rút kinh nghiệm là các anh ấy nói chuyện lại như thế. Thế là ba anh trinh sát đằng trước là quay lại, thì còn mấy anh trinh sát đằng sau đi đằng sau bảo vệ các cụ nữa lên, coi như là lãnh đạo mình là nằm một ngã một đống đấy. Hiện giờ là còn trong cái đợt mà đi kiểm tra chiến trường đó lần cuối cùng á, là bây giờ là còn là ông Huỳnh Phương Bá, lúc đó là chính ủy trung đoàn, là trước là trưởng phòng đặc công của quân khu á, đưa về làm chính ủy trung đoàn. Hiện giờ là cũng sống là đang sinh sống ở cái quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng. Cho nên là năm 2012 á là tổ chức cái đoàn về thăm lại chiến trường xưa của cái trung đoàn 493, là chúng tôi là đã được về thăm và có cụ Bá là đứng lên là giao lưu mấy cái huyện đội của Tiên Phước, là có nói về cái lịch sử của cái trận đánh này, nguyên nhân lý do và cái số anh em hy sinh thương vong rồi cái thắng lợi của mình, là có cái tổng kết lại cái kinh nghiệm của đó. Cái đó là hiện giờ cụ Bá là còn sống trong cái đợt đó. Thế còn các cụ là sinh là lấy hết tài liệu, cái là sạc cột xài hết cái súng ống đấy hết là mình đưa lên bìa rừng. Cho nên là hiện giờ là cái mộ của cụ Lê Xuân Hổ là còn chôn ở trong nghĩa trang. Chúng anh em chúng tôi đi cái đợt đấy đến thắp hương là có tên và có gia đình có nhận được cái thông tin đó.
cái đoàn cán bộ mình đi kiểm tra chiến trường lần cuối cùng về để báo cáo quân khu ra cái ngày giờ để đánh á. Vì là đánh cái khi mà các cụ hy sinh xong rồi phải dừng lại cả gần tháng sau mới đánh cơ mà. Cho nên mình đánh đúng vào cái dịp là mùng 2 tháng 9 năm 72 để nghe ngóng tình hình xem là nó có phán đoán, nó có cái gì lộ liễu các thứ không. Cho nên là xong thấy nó im ắng, không có tin tức gì, mình mở đài mình bắt mình nghe ngóng hết thì không thấy là nó phát hiện được cái gì cả. Thì bắt đầu quân khu mới ra quyết định là đánh vào đêm ngày mùng 2 tháng 9 năm 72 mà màn chiến dịch luôn. Và lần đầu tiên của chiến trường quân khu 5 đánh lớn xung hỏa lực kết hợp, có nghĩa là cả bộ binh, pháo binh, xe tăng, đặc công kết hợp các quân binh chủng. Và pháo lớn nhất của mình lúc đó là cối 120 ly. Có cối 120 ly là đánh vào bắn vào quận. Và năm cái đoàn thiết giáp là có 5 xe thì có 3 cái xe tăng M13 của Nga. Và còn lại là 2 cái xe bọc thép. Thì khi mà ở trên là trên rừng mà xuống á thì là vào được 4 cái, còn một cái nó bị chật xích ấy, nằm ở ngay giáp ranh giữa rừng mới xuống trong quận. Sau phải lấy chặt cây là ngụy trang, thì sau máy bay nó lên nó đánh tan cái xe tăng đó. Vì vào là nó mùa mưa mà phải dỡ nhà của dân ra để giải đường cho xe tăng vào. Nó lầy những cái chỗ mà nó đường nó qua suối qua hết là phải dỡ nhà để giải cho xe tăng vào. Đấy. Thì mở màn chiến dịch đặc công ấy, trung đoàn đặc công ấy, được giao nhiệm vụ là đánh vào cái thẳng cái chi khu quản lý ấy, cái chỗ mà sở chỉ huy của nó ấy. Còn các cái bộ binh là đánh cái vành ngoài mới dân quân du kích mới lực lượng huyện. Đấy.